Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm bánh bông lan ngự vằn. Với cái cách làm của mình ngày hôm nay chia sẻ thì cho chúng ta thành phẩm bánh bông lan nè, mềm xốp, không có bị thắt eo hay sụp đế đâu. Đặc biệt là ăn không có bị mắc nghẽn nha. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách làm bánh bông lan mới cho gia đình của mình thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì mình sẽ có 3 trứng gà nha, 50g bột mì đa dụng, 70g đường. Ở trong đây thì mình sẽ có 25ml dầu ăn, 40g sữa tươi không đường. Kế tiếp thì mình sẽ có 10g bột cacao, 1 lát chanh nè, 2 ống vani và cỡ tầm nửa muỗng cà phê muối, 20g bột bắp. Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành mình hòa tan cái hỗn hợp cacao này ra nha. Thì cái bột cacao này thì các anh chị và các bạn cứ cho nước vô và mình hòa tan từ từ thôi. Cho từng xíu một ha, để tránh trường hợp mà mình hòa cái bột cacao này nó quá loãng. Rồi, mình hòa tan như thế này là được rồi nè. Nó hơi sánh như thế này là được rồi đó. Đừng có hòa tan loãng quá nha mọi người. Rồi, giai đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tách trứng. Mình sẽ chuẩn bị hai cái thau. Và hai cái thau này thì phải sạch khô ráo nè, không có được dính nước nha. Và khi mà quá trình các chị và các bạn tách lòng trắng và lòng đỏ thì không có được để lòng đỏ dính vô lòng trắng. Thì như vậy thì các anh chị và các bạn đánh nó mới bông lên được. Còn mà mình dính lòng đỏ vô lòng trắng á, thì sẽ không có đánh bông nha. Tách lòng trắng riêng và lòng đỏ riêng. Và để cho các anh chị và các bạn tách lòng đỏ dễ thì các anh chị và các bạn nên cho cái trứng vô tủ lạnh trước khi mà mình tách nhé. Như vậy thì sẽ dễ hơn đó. Rồi cho 2 ống vani vô cái phần lòng đỏ. Kế tiếp thì mình sẽ cho cái hỗn hợp dầu ăn và sữa tươi không đường vô luôn. Dùng cái phới mình đánh tan cái phần lòng đỏ ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ rây 50g bột mì đa dụng. Thêm vào đây đó là 20g bột bắp. Mình sẽ rây vô cái phần lòng đỏ này nha. Và một cái lưu ý, khi các anh chị và các bạn hòa tan cái phần lòng đỏ này thì các anh chị và các bạn chỉ cần hòa tan cho cái phần bột nó vừa tan ra thôi. Không được hòa tan quá lâu. Tại vì quá lâu thì bánh của mình nó sẽ bị chai nè. Và nó sẽ bị thắt eo đó. Những cái lưu ý khi các anh chị và các bạn làm để cái bánh bông lan của mình nó thành công hơn nhé. Đó, mình chỉ cần đảo cho cái phần bột nó tan ra như thế này là được rồi nè. Rồi, mình để qua một bên. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình đánh lòng trắng. Và trước khi đánh lòng trắng thì các anh chị và các bạn sẽ cho vô đây cỡ khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Bây giờ thì mình sẽ mở máy ra mình đánh nha. Lúc đầu thì chúng ta sẽ đánh ở cái mức trung bình, mức nhỏ nha. Máy của mình có 5 số thì mình sẽ đánh ở số 2. Đánh cho tới khi nào mà nó nổi bọt xà bông lên như thế này nè mọi người. Thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho đường vô nha. Và đường á, thì mình sẽ cho từng ít một, không có đổ một lúc một hết luôn nha. Muốn cho bánh bông lan của mình nó nở xốp và không có bị thắt eo hay sụp đế gì thì các anh chị và các bạn đánh lòng trắng cũng phải lưu ý rằng mình không được đánh lòng trắng quá lâu. Thì như vậy thì sẽ làm cho lòng trắng của mình nó sẽ bị cứng á. Và cái que đánh trứng nè, hoặc cái thau, tất cả các nguyên cái thau mà mình đựng lòng trắng lòng đỏ thì không có được dính nước nha, phải đảm bảo rằng khô ráo hoàn toàn.
Rồi sau khi mà mình đánh cho nó mình cho hết đường vô rồi thì các anh chị và các bạn sẽ tăng lên mức số 3 hoặc số 4. Mình đánh cho tới khi nào mà cảm thấy rằng cái lòng trắng của mình nó có chóp như thế này nè, thì chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Và như thế nào là đạt, lòng trắng đạt, thì các anh chị và các bạn thường kiểm tra bằng cái cách là mình sẽ lật cái âu xuống như thế này. Nếu mà lòng trắng không có chảy ra thì là cái lòng trắng của mình đạt. Tránh trường hợp chúng ta sẽ đánh quá lâu nha, đánh quá lâu cũng không có tốt đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho 1/3 cái lượng lòng trắng vô cái lòng đỏ, hòa tan ra. Và sau khi mà mình hòa tan cái lòng trắng vô cái lòng đỏ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình đổ vô cái hỗn hợp lòng trắng nha. Đổ ngược lại cái lòng trắng nè. Đó mọi người thấy không ạ? Lòng đỏ của mình rất là mịn luôn á. Và khi mà đổ lòng đỏ ngược lại với lòng trắng rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách khuấy bột một chiều để cho cái phần mà hỗn hợp này nó đều hơn. Mọi người đừng có khuấy lung tung nha, tại vì lung tung nó bể hết cái bọt khí của mình, nó làm cho cái bánh của mình nó không có thành công đó. Đó, mình sử dụng cái cách khuấy bột một chiều nha, hất lên thôi. Và sau khi mà mình khuấy và mình cảm thấy rằng là lòng trắng và lòng đỏ đã hòa quyện vào với nhau rồi thì chúng ta sẽ chia cái hỗn hợp này ra làm đôi. Rồi mình sẽ chia cái hỗn hợp này ra làm đôi nhé. Một nửa thì mình sẽ để nguyên, một nửa thì chúng ta sẽ trộn chung với cái phần hỗn hợp cacao vừa nãy mà mình hòa tan đó, tạo cái màu nâu. Đó, mình lấy một ít để mình hòa tan chung với cái bột cacao nè. Rồi, đổ hết vô cái phần này luôn nha. Rồi, chúng ta cũng sẽ sử dụng cái cách khuấy bột một chiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái khuôn nhé, một cái khuôn. Và cái khuôn size của mình đó thì sẽ 15-16 thì sẽ đủ cho cái lượng bột như thế này. Và cái khuôn này á, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái giá. Mình đong bằng cái giá hoặc cái chén gì đó thì mình đong một cái thôi ha, để cho nó đều. Mình sẽ múc một giá vô giữa nè, màu trắng. Rồi kế tiếp mình sẽ múc thêm một giá màu cacao, mình đổ vô giữa cái lòng màu trắng. Đó. Mọi người cứ làm tuần tự như vậy thì sẽ tạo ra được cái ngựa vằn rất là đẹp luôn á. Mình sử dụng cái giá đó đó, mình múc cho nó đều, cái lượng bột cho nó đều. Và ngoài cái khay này á, ngoài cái khuôn này á, thì mọi người thấy ngoài mình có lót giấy bạc ở xung quanh để tí mình sẽ nướng cách thủy á. Ở đây mình sử dụng khuôn rời nên là mình sẽ phải cuốn giấy bạc. Đó, cứ một giá này thì một giá kia mình đổ vô giữa tâm của nó thì nó sẽ tự chảy ra nha.
Và cứ như vậy thì các anh chị và các bạn sẽ đổ hết cái số bột của mình cần làm mà được. Và sau khi mà mình hoàn thành xong rồi thì các anh chị và các bạn sẽ tiến hành mình dỗ nhẹ cái khuôn xuống dưới mặt bàn để cho nó bỡ vỡ bớt cái bọt khí ha. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ vô lò. Và ở đây cái lò nướng của mình đã làm nóng lò ở 150 độ trong vòng 15 phút rồi. Thì bây giờ thì các anh chị và các bạn sẽ bỏ cái khay bánh vô đây. Và như đã nói thì chúng ta sẽ nướng cách thủy. Nướng cách thủy thì các anh chị và các bạn sẽ cho cái khay vô và mình sẽ cho nước sôi vô như thế này nè. Cho cái lượng nước sôi xâm xấp thôi nha, chỉ cần đổ cho nó tràn hết cái khuôn là được. Mọi người đừng có cho quá nhiều nước nhé. Đó, như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ đẩy khuôn vô và mình sẽ tiến hành mình nướng. Mình sẽ điều chỉnh là 170 độ, hai lửa có quạt và mình nướng trong vòng 40 phút nha. Và đây bánh của mình sắp xong hoàn thành rồi đây mọi người. Sau 40 phút thì các anh chị và các bạn sẽ hé cửa lò ra 5 phút để cho cái bánh của mình nó giảm nhiệt độ xuống từ từ để tránh trường hợp bị sụp đế nha. Và sau 5 phút hé cửa lò thì mình đã lấy bánh ra khỏi ngoài rồi nè. Và mình sẽ để bánh cho nó hơi nguội một chút xíu thì mình sẽ mở ra. Và bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra cho mọi người coi nha. Wow, bánh của mình hoàn toàn không có bị thắt eo hay sụp đế gì đâu. Với cái cách làm này thì bánh rất là mịn luôn đó. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra mời các anh chị và các bạn thưởng thức cùng với gia đình của mình ngày hôm nay với bánh bông lan ngự vằn này nha. Vậy là hôm nay gia đình của kênh Bếp của Vợ đã chia sẻ xong cái cách làm bánh bông lan ngự vằn. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một hộ tinh thần kênh Bếp của Vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để mình bàn nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kênh Bếp của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.